Đây là chương trình Quê nhà rất xa, hoa vẫn nở do nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến cùng Mộng Lan thực hiện dưới ống kính của Đỗ Minh Dũng. Đây là chương trình Quê nhà rất xa, hoa vẫn nở với nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dũng Tiến cùng Mộng Lan với ống kính của Đỗ Minh Dũng. Mộng Lan xin kính chào anh. Kính chào Mộng Lan và kính chào quý khán thính giả của đài. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Dũng Tiến. Anh biết không, là Mộng Lan biết là bây giờ anh ngao du sơn thủy nhiều và anh đã để ra rất là nhiều thời gian để mà có cái chương trình Quê nhà rất xa, hoa vẫn nở để hướng dẫn quý khán thính giả nào mà yêu thích trồng cây, mê trồng cây và vui thú điền viên đó thì có thể biết được là cái nghệ thuật trồng cây nó như thế nào. Và đặc biệt là anh cũng rất là bảo vệ môi trường, vì vậy cho nên là những cái cây mà anh trồng nó tươi tốt, không tốn nhiều nước, mà những cái chất hóa học nó cũng không bao giờ bám được lên cây anh. Tại vì Mộng Lan nhớ có một lần anh cho Mộng Lan một cái cây, Mộng Lan thấy cái lá nó hơi mờ thì Mộng Lan hỏi anh có cái evergreen xịt lên không, anh nhất định nên không cho, anh bảo là dùng xà bông rửa chén với lại nước và lau cái lá đó đi, thì thật sự là lau xong nó rất bóng thưa anh. Cũng không cần dùng xà bông, nó chỉ có nước lọc, nước uống thôi. Chúng ta cái nước chúng ta dùng nó có chlorine, yeah, thì nó sẽ đóng những cái đốm trắng ở trên lá, yeah. Do đó lau bằng nước lọc mà chúng ta uống nó không có chlorine thì nó, yeah, sẽ bóng, chứ không cần phải xà bông nữa, từ, yeah, vì nó là hóa học. Có cần phải distill water hay là drinking water là được rồi anh? Thôi, tại sao chúng ta phải phức tạp cuộc đời của chúng ta? Cảm ơn anh. Và ngày hôm nay thì cái đề tài mà quý vị chờ đợi đã rất lâu là về phân bón. Phân bón thì bón như thế nào, và cái lúc mà vừa trồng cây thì bón như thế nào, và khi mà cây đang lớn và chúng ta phân bón thì bón như thế nào thưa anh? Cái câu hỏi về phân bón là câu hỏi của tất cả những người khách của chúng tôi trong vòng 40 năm nay. Thì khi mà người khách hỏi chúng tôi về câu phân bón á, thì chúng tôi né qua một bên, yeah, là chúng tôi hướng dẫn cái tinh thần với một tinh thần khác trước khi đi vào phân bón với người khách đó. Là bởi vì rất nhiều khách hàng của chúng tôi, từ tôi nghĩ là người Việt Nam, phần đông là người Việt Nam và người Trung Quốc, hiểu lầm về phân bón. Cái đầu tiên là mọi người ở bên Việt Nam nghe nói là dùng phân bò đổ ra ruộng trồng cây thì tốt. Nhưng quý vị phải biết là ở Việt Nam chúng ta có bao nhiêu con bò. Do đó đó, phân bò ở bên Việt Nam lại đắt gấp 10 lần phân bò ở bên Mỹ. Là bởi vì bên Việt Nam chúng ta không có phân bò. Nhưng mà bởi vậy, khi người ta mua về và người ta làm vườn á, thì bởi vì phân bò đắt, người ta dùng cái lượng rất là mỏng. Còn trong khi đó, mọi người sang Mỹ này đó, thì ở trên thị trường phân bón đó, họ bày ra cả mấy chục loại phân bón vào, chúng ta hoa mắt, chúng ta không biết phân bón nào để mà mua về dùng cho cây và dùng cho cái gì. Rồi đôi khi tôi phải xin lỗi trước, chính cái cá nhân của tôi, Anh ngữ cũng không giỏi, thì có nhiều người Việt Nam ở Việt Nam sang Anh ngữ không giỏi mua phân bón, chỉ nhìn thấy cái hộp hay là cái bình xanh xanh đỏ đỏ thì cứ mua về và tưởng là sẽ cho ra hoa, và vô tình không hiểu được cái cách chỉ dẫn ở trong đó và pha quá đậm đặc, cây nó chết. Còn rất là nhiều người chuẩn bị trước mua một cái nhà mới và hào hứng, vô cùng hào hứng, bảo ôi tôi phải trồng cây như vậy, ở chỗ nào, đào sẵn lỗ. Và mỗi một lỗ đã đặt sẵn một bao phân bò, đổ một bao phân bò trong đó. Đến cái vườn cây của chúng tôi mua cây xong và cũng vô cùng hào hứng, nhất định đòi chúng tôi phải giao hàng ngay. Thì để chiều người khách, chúng tôi cố gắng. Thì sau khi giao hàng ngay trong ngày, thì ngày hôm sau sáng sớm dậy đó là người khách đã gọi và nói là tất cả cây của tôi vừa mua ngày hôm qua đã chết đứng hết rồi. Thì đó, bởi vì người ta đã dùng nguyên bao phân bò trong cái lỗ trồng cây. Thì khi phân bò nó chạm vào nước á, nó sẽ nhả ra rất là nhiều cái chất đạm. Và cái chất đạm nó đốt cháy rễ ngay tại chỗ. Do đó, phân bón nó là một điều cần thiết cho cây. Nhưng
chúng ta phải tự giới hạn chúng ta ở trong một cái vòng thật là hợp lý. Hợp lý có nghĩa là chúng ta phải biết phân bón đó dùng cho nó là cái gì. Chúng ta phải tìm hiểu về nó. Còn ngoài ra, ví dụ như là tôi có nhiều người hỏi tôi trả lời một câu thì nó nghe cũng ngang ngược. Tôi bảo ôi, đâu có cần phải phân bón đâu. Ông bà về đào lỗ trồng cây, cây nó vẫn lên tốt. Và quả thực nó vẫn có thể lên tốt nếu chúng ta tưới đúng và đủ. Là bởi vì cái quan điểm của chúng tôi về cây, phân bón chính nó là không khí, nó là dưỡng khí. Chúng ta phải tưới làm sao để cho nó đẫm, thật đẫm, và để khô cái cây đó vài ngày trước khi tưới trở lại. Thì khi đất nó khô, dưỡng khí theo đó xuống cho rễ cây, đó mới là phân bón chính. Cây nó sẽ xanh mướt. Và đồng thời, ví dụ như quý vị có một mảnh đất hoang, quý vị trồng cây, thì trong cái đất đó đó, nó cũng có chất này, chất kia ở trong đất rồi, chứ chưa cần chúng ta phải phân bón. Thì tại sao chúng ta phải bỏ phân bón làm gì? Rồi, nhưng đó vẫn là một yếu tố cần thiết cho cây để cây tăng trưởng. Chúng tôi tạm chia ra làm hai loại phân bón. Một loại là hữu cơ và một loại là hóa học và vô cơ. Thì cái loại hữu cơ nó đến từ đâu? Nó đến từ phân chuồng hoặc là tất cả những cái đồ phế thải trong đời sống hàng ngày của chúng ta, từ thức ăn hay là xác tôm, vỏ tôm rồi anh. Rồi tất cả những cái đó. Rồi lá cây, hay là chúng ta cắt cỏ, hoặc là chúng ta gom những rác mà nó có thể mục và phân hủy bởi thời gian, thì cái đó nó sẽ biến thành phân bón tốt. Nhưng nó phải trải qua một cái thời gian phân hủy trước cái đã. Thì trong cái thời gian phân hủy ấy, nó sẽ nhả ra cái chất đạm rất là nhiều, và nó có thể làm cho rễ cháy, rễ cây cháy. Ở tiểu bang Cali của chúng ta có nhiều thành phố, họ sẽ đi tỉa cây ở ngoài đường. Và cái khi họ tỉa cây á, thì biết bao nhiêu là cây lớn. Khi tỉa xong nó, họ cho vào máy, họ xay tất cả cành lá thành những như là mảnh vụn. Thì những cái mảnh vụn đó họ về họ đổ thành một núi ở một cái bãi. Và cư dân của thành phố đó có quyền tự nhiên vào lấy cái đó về trồng, để trồng cây. Thì mọi người hiểu lầm về cái đó, tưởng đó là đất tốt để trồng cây. Xin đem về đổ đầy bồn hoa hoặc đổ đầy cái lỗ trồng cây, và vài ngày sau á, sau khi tưới cái cây trồng và tưới, cây nó bị chết. Là bởi vì ví dụ như là cây khuyên diệp đi, eucalyptus, nó giữ một cái nồng độ nhựa ở trong đó rất là lớn. Và khi mà chúng ta tưới nước, nó sẽ nhả những cái chất axit ở trong thân nó ra đó. Và axit nó là cái chất đạm, nó rất nhiều, nó làm cháy rễ cây ngay. Và để mà chúng ta không muốn dùng chất hóa học cho cây, thì chúng ta có thể dùng phân bón hữu cơ bằng cách, nhưng mà nó hơi phức tạp, hơi cầu kỳ. Có nghĩa là chúng ta có thể đào một cái lỗ. Quý vị, bất cứ những phân bò, phân chuồng, phân gà, hoặc là vỏ cây, hoặc là những cái gì của thành phố cho đó, quý vị có thể đổ vào trong cái lỗ đó. Và đôi khi độ 2-3 tuần tưới nước nó lên một lần. Thì mỗi lần nó gặp nước và gặp dưỡng khí, nó sẽ tự phân hủy và nó nhả ra chất đạm. Để chúng ta tưới nhiều lần đó, thì cái chất đạm nó trôi đi, nó còn lại những cái nguyên tố khác để nuôi cây. Đó mới là phân bón hữu cơ tốt. Ngay cả có một cái mà chúng tôi nhìn thấy mà chúng tôi rất tiếc, đó là bã đậu nành. Ở bên Cali này đó, nhiều công ty làm sữa đậu nành, làm đậu hũ. Họ bỏ rất nhiều, rất đáng tiếc. Nhưng mà chúng ta không thể làm được, là bởi vì cái đó nó tạo mùi hôi. Và chúng ta phải cho nó qua một cái thời gian hủy, phân hủy trước khi dùng nó. Thì đó là số 1. Thì tôi đã từng thử dùng cái bã đậu nành. Thì cái bã đậu nành đó, chỉ với một cái cây rau cải để muối dưa đó, chúng tôi trồng một cây nhỏ trong một cái đất trộn với bã đậu nành đã phân hủy đó,
thì trong vòng 4 tuần lễ cái cây đó nó to một ôm. Người nó to một ôm. Thì đó là phân bón hữu cơ. Còn ngoài ra quý vị có thể sử dụng phân bón hóa học, nhưng phân bón hóa học đó, tất cả mọi hộp phân bón hoặc là chai phân bón hoặc là cái dạng phân bón nào cũng vậy, khi bán ở thị trường họ sẽ để rõ ràng 3 con số hoặc là 3 cái chữ. Cái chữ N, P, K, nó là 3 con số của 3 cái loại phân bón nó hỗn hợp. Cái N là cái chất đạm, là để giúp cho cái lá nó cây phát triển nhanh và tốt, lá nó ra thật đẹp, xanh mướt, lớn. P là chất lân, và chữ K là kali. Thì cái số đầu tiên á, ví dụ như là N, P, K là chất đạm, chất lân và kali. Chất kali, ba chất đó đó. Chất đạm đầu tiên dùng để thúc cái cây lớn cho nhanh. Còn cái chất lân và chất kali, hai cái đó nó phối hợp với nhau, nó làm việc chung với nhau. Nó tạo cho rễ cứng, thân cứng, cành cứng, khỏe, nhiều hoa và nhiều trái, trái tốt. Còn ví dụ như là dạng phân bón nước, chẳng hạn như là phân bón người ta lấy gọi là nước cá, thì mọi người rất là thích dùng cái đó. Nhưng chúng ta cũng phải hợp lý, dựa trên cái căn bản pha loãng hơn cái chỉ dẫn. Ví dụ như là chỉ dẫn họ bảo cho một phần nước cá, 10 phần nước, thì chúng ta có thể cho một phần nước cá đó 12 phần nước. Nó loãng ra là bởi vì không phải cái cây nào nó cũng lớn cứng khỏe như nhau. Có cái cây lớn mạnh mẽ nó có thể hút màu dễ dàng hơn cái cây nhỏ. Rồi đôi khi cái thế đất nó khác nhau. Có cây nó giữ đất, đất nó bị trồng ở trong chậu và đất lâu ngày nó mục rồi, thì nó có thể bị giữ cái nước lâu hơn, và cái phân bón, cái nồng độ phân bón nằm lâu hơn, nó có thể làm cháy rễ.